Trong suốt gần một thế kỷ, ưu thế trên không là yếu tố quyết định mọi cuộc chiến. Từ Spitfire của Thế chiến 2 tới F-15 và Su-27 thời chiến tranh lạnh cho đến ngày nay, nơi F-35, J-20 và Su-57 tranh giành từng bit dữ liệu, từng vệt hạ tần số trên bầu trời số hóa. Nhưng một cuộc cách mạng nữa đang đến, một cuộc đua không chỉ để chiếm ưu thế trên không, mà để định hình lại cả cách thế giới hiểu về không chiến. Không còn là tốc độ, không còn là độ cao, mà là sự thông minh, sự kết nối và khả năng biến toàn bộ không gian tác chiến thành một mạng lưới cảm biến, vũ khí và dữ liệu. Trong cuộc đua đó, một liên minh tưởng như lạ lẫm đang âm thầm nổi lên từ ba lục địa: Anh Quốc với kinh nghiệm từ Tempest, Nhật Bản mang khát vọng vượt qua quá khứ hậu chiến, và Ý với tinh thần của Leonardo da Vinci được tái sinh trong công nghệ. Họ gọi nó là GCAP, Global Combat Air Program, và nếu thành công, đây sẽ không chỉ là một chiếc tiêm kích thế hệ thứ 6, mà là cú hích chiến lược phá vỡ trật tự hàng không quân sự do Mỹ và Trung Quốc nắm giữ suốt 3 thập kỷ. Một thiết kế không đuôi, một bộ não là trí tuệ nhân tạo, một cánh tay nối dài điều khiển các drone cảm tử, và một tầm bay đủ để vượt đại Tây Dương chỉ bằng nhiên liệu nội bộ. Với GCAP, chiến tranh trên không không còn là chuyện của con người điều khiển máy móc, mà là máy móc điều khiển chiến tranh cho con người. Đây là câu chuyện về tham vọng, công nghệ, chính trị và thời gian. Khi mỗi ngày trôi qua là một bước tiến hoặc một bước lùi trong cuộc chạy đua để xây dựng tương lai của chiến tranh. Anh và Ý, hai cái tên tưởng chừng mờ nhạt sau thời kỳ đỉnh cao không quân NATO, thực tế lại là hai trong số những cường quốc chế tạo máy bay chiến đấu đa quốc gia thành công nhất châu Âu. Từ Tornado trong chiến tranh lạnh đến Eurofighter Typhoon đầu những năm 2000, họ đã cùng nhau viết nên những chương đầu cho sự hợp tác phòng không châu Âu hiện đại. Nhưng ở phía bên kia bán cầu, Nhật Bản cũng đang âm thầm nuôi dưỡng tham vọng độc lập chiến lược. Sau hàng thập kỷ phụ thuộc vào máy bay Mỹ, Tokyo quyết tâm phát triển một chiến đấu cơ made in Japan. Dự án mang tên FX được kỳ vọng là F-22 phiên bản Nhật. Tuy nhiên, mọi thứ không đi như kế hoạch. Khi các nhà sản xuất Mỹ từ chối chuyển giao công nghệ cốt lõi, đặc biệt là radar AESA và kỹ thuật tàng hình tiên tiến, Nhật buộc phải tìm đối tác mới. Và từ đó, một cú bắt tay mang tính cách mạng đã hình thành. Tháng 12 năm 2022, ba quốc gia Anh, Nhật và Ý chính thức tuyên bố sáp nhập các dự án riêng lẻ của họ, Tempest FX và hệ thống cảm biến của Leonardo thành một chương trình thống nhất GCAP, Global Combat Air Program. Mục tiêu không chỉ là một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, mà là tạo ra một mạng lưới chiến đấu toàn cầu, nơi mỗi chiếc máy bay là một nút trong hệ sinh thái tác chiến tích hợp xuyên quốc gia. Một liên minh đa lục địa, ba quốc gia, ba triết lý, ba nhu cầu chiến lược khác nhau, nhưng cùng chung một giấc mơ, độc lập công nghệ, chủ quyền dữ liệu và khả năng chống lại mọi mối đe dọa từ Á, Âu, Thái Bình Dương. Nếu Mỹ có NGAD, Trung Quốc có J-20 và J-35, thì GCAP là câu trả lời chiến lược mang dấu ấn phương Tây nhưng không nằm trong quỹ đạo Washington. Khi nhắc đến tiêm kích thế hệ 6, người ta thường nói đến tàng hình, tốc độ và hỏa lực. Nhưng GCAP không chỉ là sự nâng cấp đơn thuần từ thế hệ 5, nó là một bước nhảy lượng tử về cả kiến trúc vật lý lẫn tư duy chiến đấu. Bên trong buồng lái GCAP sẽ không chỉ có một phi công, nó sẽ có một trí tuệ nhân tạo, một copilot số có thể xử lý hàng triệu bit dữ liệu mỗi giây, từ radar đối phương, tín hiệu drone cho đến mệnh lệnh tác chiến thời gian thực từ liên quân. Trong môi trường nhiễu loạn điện tử và overload thông tin, AI sẽ là đôi mắt thứ ba, bộ não thứ hai của phi công ra quyết định chiến thuật ở tốc độ con người không thể bắt kịp. ISANKE, viết tắt của Integrated Sensing and Non-Kinetic Effect, là một trong những trái tim công nghệ của GCAP. Được phát triển bởi Leonardo, Mitsubishi Electric và LT Group, nó không chỉ là radar mà là trực giác số hóa. ISANKE không chỉ phát hiện đối phương, nó còn gây nhiễu, vô hiệu hóa hoặc thậm chí chiếm quyền kiểm soát tạm thời các hệ thống điện tử địch bằng kỹ thuật tác chiến điện tử phi sát thương. Trong tương lai, chiến thắng không còn đến từ bắn rơi mục tiêu, mà từ việc khiến nó không còn khả năng chiến đấu mà không cần khai hỏa một viên đạn nào. GCAP sẽ không đơn độc, nó sẽ đi kèm một biên đội drone cảm tử và trinh sát được điều khiển trực tiếp từ buồng lái. Những Loyal Wingman này có thể lao vào vùng nguy hiểm, tự sát vào mục tiêu hoặc là mồi nhử cho tên lửa địch. Không quân một người, nhưng với sức mạnh của một phi đội. Khác với F-35 hay Su-57, GCAP có cấu trúc không đuôi, góc nghiêng delta 50 độ, giảm thiểu tối đa tín hiệu radar từ mọi hướng. Thiết kế này không chỉ làm máy bay khó bị phát hiện, mà còn cải thiện khí động học cho các chuyến bay siêu âm đường dài. Với GCAP, tàng hình không còn là một lớp sơn, mà là DNA trong từng đường cong khí động. Không chỉ súng và tên lửa,
GCAP đang được thiết kế để tích hợp vũ khí năng lượng định hướng, laser công suất cao để tiêu diệt UAV hoặc cảm biến đối phương. Ngoài ra, hệ thống vũ khí siêu vượt âm với tốc độ trên Mach 5 sẽ cho phép GCAP tấn công mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km chỉ trong vài phút. Từ buồng lái đến động cơ, GCAP không chỉ được lắp ráp trong nhà máy. Nó được sống thử hàng ngàn giờ trong mô phỏng kỹ thuật số qua các phiên bản số trước khi bản gốc được cất cánh. Với công nghệ thiết kế module in 3D kim loại, GCAP có thể được tùy biến cho từng chiến trường, từng quốc gia mà không phải tái cấu trúc toàn bộ dây chuyền. GCAP không chỉ là một máy bay, nó là một thực thể thông minh, một chiến binh điện tử, một mạng lưới cảm biến biết tư duy và là người báo trước cho hình thái chiến tranh tiếp theo. Một chương trình chiến đấu không chỉ được xây dựng bằng công nghệ mà bằng thời gian. Và thời gian, trong lĩnh vực quốc phòng, luôn là tài nguyên quý giá nhất. GCAP đặt mục tiêu đầy tham vọng, nguyên mẫu bay vào năm 2027 và máy bay sẵn sàng chiến đấu vào năm 2035. Một trong những mốc lớn nhất là nguyên mẫu bay thử, dự kiến vào cuối năm 2027. Theo xác nhận từ giới chức BAE Systems và Mitsubishi Heavy Industries, hơn 50% kết cấu của máy bay thử nghiệm đã được chế tạo, bao gồm phần cánh, khoang động cơ và module cảm biến chính. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều thuận lợi. Hệ thống động cơ phản lực tiên tiến, vốn được kỳ vọng vượt xa EJ200 của Eurofighter, vẫn chưa sẵn sàng. Rolls-Royce, IHI, Nhật và Avio Aero, Ý vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm vật liệu nhiệt độ cao và cấu trúc biến hình khí động. Kết quả, nguyên mẫu GCAP có thể sẽ phải cất cánh tạm thời bằng động cơ cũ EJ200, đồng nghĩa với việc các bài kiểm tra tầm bay và tốc độ sẽ bị giới hạn. Để tạo ra một tiêm kích thế hệ 6, bạn không cần triệu USD, bạn cần hàng trăm tỷ USD. Với tổng chi phí phát triển ước tính vượt 100 tỷ USD trong vòng đời dự án, GCAP đang trở thành khoản đầu tư quân sự lớn nhất của ba quốc gia kể từ sau Thế chiến II. Nhưng các mối lo đang xuất hiện, lạm phát tăng, ngân sách quốc phòng bị chia sẻ với các chương trình AUKUS, FCAS và cả cam kết viện trợ cho Ukraine. Liệu ba quốc gia này có đủ quyết tâm tài chính để theo đuổi GCAP tới cùng, hay sẽ buộc phải rút gọn tham vọng, hoãn tiến độ hoặc tìm thêm đối tác như Ả Rập Xê Út để chia gánh nặng? Một chiến đấu cơ thế hệ 6 có hơn 1.500 hệ thống thành phần, nhưng chỉ có 3 quốc gia và hàng chục tập đoàn muốn nhận phần. Việc phân bổ công việc sản xuất từ mô đun cảm biến, vũ khí, buồng lái cho đến cánh, vỏ thân đòi hỏi sự hài hòa tuyệt đối. Mỗi thay đổi kỹ thuật đều dẫn đến xung đột quyền lợi. Và chỉ cần một mắt xích không đồng thuận, toàn bộ chuỗi cung ứng có thể đình trệ. Andrew Horwood, giám đốc chương trình GCAP tại Leonardo, từng nói, để hợp nhất mọi phần tử công nghệ từ 3 quốc gia thành một khối duy nhất, ta cần không chỉ kỹ thuật, mà cả chính trị công nghiệp. Ngay cả khi mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, 2035 vẫn là một khoảng thời gian dài. Nhiều quốc gia quan tâm tới GCAP, như Canada hay Australia, không thể chờ thêm 10 năm. Họ cần máy bay ngay từ cuối thập niên này. Và trong ngành quốc phòng, 3 năm trì hoãn có thể làm tan vỡ cả một liên minh. Một giấc mơ chiến lược, một biểu tượng công nghệ, nhưng cũng là cuộc đua với chính chiếc kim đồng hồ. F-35, chiếc máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 phổ biến nhất thế giới. Với hơn 1.000 chiếc đã sản xuất, có mặt ở hơn 17 quốc gia và khả năng tích hợp sâu vào hệ thống tác chiến Mỹ, NATO. Nhưng với tất cả công nghệ của nó, F-35 vẫn là sản phẩm của đầu những năm 2000, được thiết kế cho một kỷ nguyên chiến tranh đã qua. Tầm bay bị giới hạn, tải trọng vũ khí không thể so với các máy bay lớn hơn. Và quan trọng hơn, toàn bộ phần mềm, cập nhật dữ liệu, thậm chí sửa lỗi đều phải thông qua hệ thống quản lý của Mỹ. Với nhiều quốc gia, đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề chủ quyền. Nếu F-35 là vị vua đương nhiệm, thì F-47 NGAD là kẻ kế vị đầy tham vọng. Dự án Next Generation Air Dominance của Mỹ hứa hẹn một chiến đấu cơ có thể điều khiển cả phi đội drone, bay xa hơn, nhanh hơn và sống sót trong môi trường xung đột toàn phần. F-47 được thiết kế để đánh bại cả Su-57 lẫn J-20 không chỉ bằng hỏa lực mà bằng khả năng chiến đấu mạng trung tâm, khả năng biến đổi khí động học và động cơ chu trình thích nghi Adaptive Cycle Engine tăng 30% tầm bay. Nhưng có một điều NGAD không có, đồng minh. Được phát triển gần như tuyệt đối nội bộ, F-47 rất khó được xuất khẩu. Và nếu được, nó sẽ là công cụ chiến lược, chứ không phải sản phẩm thương mại. Trong khi F-35 đã ra trận, F-47 vẫn còn trong ẩn số, thì GCAP đang bước vào giai đoạn hiện thực hóa. Khác với hai người khổng lồ Mỹ, GCAP không nhắm vào khả năng chiếm ưu thế đơn độc, mà là chiến thắng bằng hợp tác, bằng tương thích chiến lược và chia sẻ chủ quyền công nghệ. Tàng hình hơn F-35, nhưng nhẹ hơn F-47.
không mạnh về lực đơn, nhưng mạnh về khả năng phối hợp đồng minh. Quan trọng hơn, GCAP không mang theo điều kiện chính trị ràng buộc như các nền tảng Mỹ. Với nhiều quốc gia, đó là cơ hội để sở hữu một chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 6 mà không phải trao chìa khóa chủ quyền cho Washington. F-35, lựa chọn của hiện tại. F-47, tham vọng của siêu cường. Nhưng GCAP là lựa chọn của những quốc gia muốn tự viết nên chương tiếp theo trong lịch sử chiến tranh trên không. Chúng ta thường nghĩ đến chiến tranh là tên lửa, là súng ống, là sức mạnh cơ bắp, nhưng cuộc chiến thực sự trong thế kỷ 21 là cuộc chiến về tư duy. Tư duy công nghệ, tư duy chủ quyền và tư duy lựa chọn tương lai. F-35 mang theo triết lý kiểm soát một nền tảng trung tâm hóa, phụ thuộc vào hệ sinh thái Mỹ. F-47 NGAD đại diện cho thế độc quyền quyền lực tuyệt đối của một siêu cường có thể làm mọi thứ, nhưng chia sẻ rất ít. GCAP thì khác, nó đặt ra một mô hình mới, cộng tác, không phụ thuộc, tùy chỉnh, không bị kiểm soát và tôn trọng chủ quyền thay vì áp đặt chính trị công nghệ. Thế hệ thứ 6 không phải là tốc độ cao hơn hay tàng hình hơn, đó là khả năng nhìn thấy trước điều chưa xảy ra. Một chiếc GCAP không cần phải khai hỏa mới giành chiến thắng, nó chỉ cần thấy trước mối đe dọa, vô hiệu hóa kết nối hoặc chỉ dẫn drone tấn công tay mình. Đó là lúc chiến đấu không còn nằm ở ngón tay phi công, mà nằm trong logic của một thuật toán AI biết điều gì sẽ xảy ra trước cả khi đối phương hành động. Không ai, kể cả Mỹ hay Trung Quốc, có thể một mình định hình tương lai chiến tranh. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên hậu đơn cực, nơi những liên minh mềm, công nghệ mở và hợp tác dựa trên giá trị trở thành vũ khí mạnh nhất. GCAP có thể chưa sẵn sàng, nó có thể chậm trễ, nó có thể chưa hoàn hảo. Nhưng trong một thế giới đang chia tách, nó là lời nhắc rằng hợp tác vẫn còn là lựa chọn có thể chiến thắng. GCAP không chỉ là chiến đấu cơ thế hệ thứ 6, mà là biểu tượng của một thế hệ dám mơ, dám tự do và dám chiến đấu bằng trí tuệ. Bạn đang xem Mintech Blitz, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện về công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.